để quan sẽ hướng dẫn cho quý bà con chúng ta một cái cách để sao để chúng ta gọi là này có thùng dồi thì chắc em nghĩ là tiết kiệm hơn, tại vì nó tả ra đúng không? Đúng rồi, nó thấm hơn. Xin chào quý bà con, mình là Oanh, sáng lập kênh siêu thị cây giống. Ngày hôm nay thì Oanh mời quý bà con cùng với các anh chị đang xem video này, chúng ta cùng vào vườn cùng với Oanh. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến một cái khu vườn sầu riêng vừa mới thu hoạch xong. Và hiện tại bây giờ Oanh đang đứng tại một cái cây sầu riêng là gọi là suy nhất ở trong cái vườn sầu riêng này, vì nó cũng vừa thu hoạch xong. Và theo các chủ vườn chia sẻ thì năm vừa rồi thì đã cho cái số lượng trái cũng rất là ok. Và cái vườn này bây giờ đã chuyển giao lại cho, được gọi là tặng lại cho cái người con. Và anh ấy muốn phục hồi cái vườn sau khi thu hoạch để cho mùa sau nó cho cái giá trị kinh tế cao hơn. Thì bà con cũng thể thấy đây là cây sầu riêng ri sáo, và cây này thuộc dạng cũng đã suy. Vừa Oanh nghĩ là cái đợt vừa rồi đáng lẽ không nên cho nó mang trái nhiều thì đã mang trái quá nhiều và dẫn tới tình trạng là chết nhánh, chết khô nhánh. Sau khi thu hoạch thì bà con thấy nó tả tơi luôn, nó rất là tả tơi. Nên là cái công đoạn mà sau khi thu hoạch thì chúng ta cần phải làm gì thì Oanh đã chia sẻ khá là nhiều tới quý bà con của chúng ta rồi. Thì đầu tiên chúng ta phải giảm áp lực cho cây bằng cách tỉa bỏ những cái cành phướng, những cành khô, những cành không cần thiết. Sau đó chúng ta sẽ làm tơi xốp đất, giúp cho bộ rễ, cung cấp dinh dưỡng cho bộ rễ, cung cấp dinh dưỡng cho bộ lá và cành, phun gọi là sâu bệnh và khuẩn để mà giúp cho cây nó kháng lại những cái loại này. Trong quá trình phục hồi thì cần nhất là những cái dinh dưỡng cần thiết cho những cái bộ phận cần thiết, đó chính là rễ, đó chính là lá và cành và chồi, để sao mà để cho cây có thể bật ra những cái mầm ngủ, những cái chồi ngủ đã được bị chặn đi trong quá trình làm để nuôi trái sầu riêng. Trong quá trình mà khi chúng ta nuôi trái sầu riêng, chúng ta sẽ chặn đọt, chúng ta sẽ không có cho đi đọt để những cái để dinh dưỡng tập trung nuôi trái. Thì hiện tại giờ bộ lá chúng ta tả tơi rồi, sơ sát rồi, thì chúng ta sẽ tập trung lại cho bộ lá, cho bộ cành nó phát triển như chồi ra để chúng ta tạo ra một bộ lá mới. Khi có một bộ lá mới đẹp, xinh, mướt, xanh thì khi đó cây mới đủ năng suất cho mùa tiếp theo nhé bà con nhé. Và bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu vào cái đoạn đầu tiên là chúng ta sẽ tỉa cành. Mình này thấy cây này cao quá. Nãy mới màn diễn diễn em nói xong rồi hồi anh tỉa giùm em nha, chứ thật sự là Oanh không có khả năng. Cây này thì thật sự là khi nhìn thấy một cái cây mà nó bị chết khô như vậy thì bà con có thể hình dung là nó đã quá sức ha bà con ha, chết khô từ trong lõi luôn, tức là cây nó đã quá sức chịu đựng của nó và cây này đang bị thiếu dinh dưỡng trầm trọng do là mang trái gọi là gọi sao ta, gọi là không đủ sức đẻ con mà cho đi đẻ con. Rồi, vậy đi cho nó dễ hình dung, khi chúng ta hình dung tới người chắc nó dễ hình dung hơn ha. Chúng ta sẽ bỏ những cành này ra và chúng ta sẽ bỏ đi những cái cành phướng. Trong khi mà trong thời gian chờ đợi thì Oanh sẽ đo thử cái đất, cái độ pH ở đây xem nó có thay đổi gì không. Tại vì lần trước anh chủ vườn bảo cũng hơi chua. Để nếu mà nó chua thì chúng ta sẽ tìm cách phục hồi ha. Nha, cái thiết bị pH này mà ở vườn nên có một cái để chúng ta có thể tự đo độ pH cho vườn của mình. Khi chúng ta cắm xuống thì chúng ta sẽ cắm hết cái phần lõi kim loại ở phía dưới ở một chỗ nơi đất ẩm, và sau đó chúng ta chờ trong khoảng 3-5 phút thì chúng ta hãy đọc dữ liệu nha. Sau đó chút xíu nữa Oanh sẽ chia sẻ với bà con cái cách rất là đơn giản để chúng ta đọc dữ liệu. Còn bây giờ Oanh sẽ tìm những cái cành nào thấp thấp dưới đây để Oanh làm mẫu cho quý bà con. Thật sự nhiều quý bà con cũng có chia sẻ là Oanh giúp quý bà con rồi cái thực tế luôn, tại nhiều khi nói mà con không có hình dung. Nhưng mà cái này mà con thấy những cái này thì cũng đã tỉa cành hết rồi để mà mang trái rồi, còn những cành này hiện tại bây giờ Oanh đang muốn tập trung để nó nuôi dưỡng cái bộ lá lại trong khi chờ lá mới. Nên là còn những cái cành xa xa ở trên thì Oanh chỉ bước nhất nhìn này cho uống mì lui lắm. Chẳng hạn như cái cành này thì chúng ta có thể tỉa đi nè, và những cái bông gió nè đó hả, những cái bông gió như vậy chúng ta cũng tỉa đi để tập trung nuôi cho là cành luôn, chỉ vậy thôi. Những cành này đó. Đó, thì nói chung là cái cây này thì anh bác chủ vườn trước khi bàn giao cho người con của mình thì cũng đã chăm sóc rất là kỹ rồi ha, cũng đã chăm sóc rất là kỹ rồi. Cái tổ quạ này thì chúng ta để, còn mấy cành khác thì chúng ta cắt đi ha. Ở đây thì Oanh nhìn thấy có một cái uh,
cây nhánh khô đây, anh xíu nữa anh lấy giùm em cái nhánh khô này đi, bỏ giùm cái nhánh khô và những cái cành nhỏ nhỏ phía bên kia thì cũng leo lên và để xử lý giùm em luôn ha. Đó là những cái cành cần phải xử lý. Còn bây giờ nó liên quan tới phần cỏ thì để đảm bảo cho cây đủ sức sống và cũng như giai đoạn này là muốn muốn cho cái cây nó giảm cái độ ẩm thì quanh sẽ làm bớt sơ sơ cái phần cỏ phần quanh gốc đi để chúng ta tập trung dinh dưỡng nuôi cây. Bình thường ở trong mùa mùa nắng thì chúng ta sẽ tủ cỏ ha, còn này thì chúng ta quanh muốn giảm độ ẩm một chút xíu thì quanh sẽ cây này cây lớn nên quanh sẽ đo ra khoảng 2 gang tay và quanh sẽ hạn chế cái cỏ phần này cho cỏ phần sau thôi. Và con nhớ là đối với cỏ thì có giá trị dinh dưỡng rất là cao, chúng ta làm xong chúng ta giữ lại, chúng ta đừng bỏ đi, đừng đốt, đừng đặc biệt là đừng có sử dụng thuốc diệt cỏ nhé mà con nhé. Thuốc diệt cỏ khi chúng ta sử dụng thì đó nó sẽ mang cái bệnh tật lại cho chúng ta đầu tiên. Tại sao nhà nông chúng ta còn nhiều người tự nhiên té hen cái là thấy là bị ung thư đồ này kia là do chúng ta sử dụng những cái thuốc diệt cỏ quá nhiều, thuốc diệt cỏ, thuốc phát lâm quá nhiều, rất là nguy hiểm nha. Rồi thì những cái cỏ mà cao như thế này chúng ta cũng cắt bỏ bớt đi, chúng ta không để nó quá cao. Cỏ thì rất là tốt nhưng khống chế nó vừa phải, không cao quá nhé. Cái này chúng ta có thể dùng dao, còn quanh sẽ phát sơ sơ cho quý bà con thấy, khống chế cho nó bằng với mặt đất. Mùi cỏ cắt nó thơm ghê á. Bà cỏ mà mỗi lần mà phát cỏ ra cái mùi cỏ nó nhiều nó thơm đó. Anh sẽ làm sơ sơ như vậy để tránh trường hợp bà con xem video mà bà con thấy là do cái này là có chia sẻ thực tế với bà con, không có đi trực tiếp được xuống vườn qua video nữa nên quanh sẽ làm đại khái một chút xíu nữa phía hậu phía sau video thì quanh quanh sẽ trực tiếp làm sao ha, quanh sẽ chia sẻ sau với anh chủ vườn. Còn bây giờ quanh sẽ làm đại khái trước để thực sự là chia sẻ với quý bà con là do là thời gian trong video để tiết kiệm để tập trung vào những cái mà mục quan trọng nên là bên quanh thường gọi là thực nghiệm một phần nào đó cho quý bà con xem rồi phía sau đó bên quanh mới là tự thực hiện tiếp với chủ vườn để cho chủ vườn hiểu rõ. Còn nếu mà khi bà con xem video mà con chưa rõ thì bà con vui lòng gọi vào số hotline giùm em, gọi vào số hotline để mấy cái bạn ha, để mà mấy bạn có thể là tiếp tục phục vụ cho quý bà con thêm, hỗ trợ cho quý bà con thêm hả. Gãy lưng luôn, bị sao vậy? Đây nè, rồi rồi. À hồi nãy mấy anh em có chia sẻ thống nhất, tại vì trước khi lên một cái video nào đó cũng như xem một cái vườn thì mấy anh em cũng có hỏi ý với nhau là cái vườn này bà con có thể thấy là hồi nãy có một cái ranh. Cái ranh này quên nghĩ là hồi mùa rồi có xử lý nghịch nên là cái làm cái ranh này để tụ nước để hạn chế cái nước nó tiếp xúc với rễ, nhưng thật sự ra bẻ tỉa làm cái ranh như thế này thì nó hơi sâu. Và thứ nhất là thứ hai, cái thứ hai nữa cái hậu quả của nó mang lại là cái rễ đi tới đây, đây là rễ cọc ha, để tới đây và quanh chắc chắn là nó đã không có thể nào đi qua cái phía bên kia được, nên là cái rễ nó bị chặn và phía bên này nó bị lép. Nó phía này nó bị lép một bên, bằng chứng là bà con có thể thấy những cái tay, những cái cành cấp 1, cấp 2 nó vuông về phía bên kia nhiều hơn là cái phía bên có cái rãnh này, là cái thứ nhất. Cái thứ hai là bà con có thể thấy cây nó rất là yếu ớt, tại vì nó chỉ có thể có một cái khoảnh đất như thế này thôi, nó không có mở rộng bộ rễ nó ra xung quanh được. Mà cái rễ thì rất là quan trọng, thứ nhất là giúp cho cây nuôi dưỡng cây, thứ hai là giúp cho cây đứng vững. Thì bà con có thể thấy là nhờ cái cây này nó có cái bộ rễ cọc rất là lớn cho nó cũng lâu năm rồi, nhưng mà cái rễ cám lại không phát triển, không hút chất dinh dưỡng được, nên thành ra bà con thấy cây nó cứ còi cọc và khi mà cây mang trái đã có dấu hiệu cành chết khô, như thế là cây đang bị suy yếu phần bộ rễ rất là nhiều. Và phương pháp khắc phục đối với trường hợp bà con lỡ mà có làm một cái rãnh nó quá sâu như thế này thì bà con lấy cái lớp đất ở nơi khác chúng ta lấp cái rãnh này lại giùm em. Và khi bà con làm cái rãnh vật lý này với ý nghĩa là giúp cho cái cây gọi là sao, gọi là thoát nước, như vậy thì bà con giúp giùm em ngay từ cỡ đầu lúc mà cơ sở kiến thiết ban đầu hoặc là khi bồi đất lên bà con làm một cái bánh ú giống như cái nón lá của quanh hồi nãy anh Diễn đưa ra cái ví dụ này để cho bà con dễ hình dung. Giống như cái nón lá là chúng ta sẽ cho nó ở phía trên, cái gốc này là cái gốc ha, này là cái gốc nè, dạ, hay là cái gốc
là sầu riêng cao lên, thì phía trên này chúng ta đắp mô mô xíu và sau đó chúng ta là xuống như thế này, thì nước nó sẽ chúng ta tưới ở phía trên này, nó sẽ tự rõ 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 xuống và đặc biệt chúng ta không có đào mương, gọi là sâu như thế nó sẽ chia cách bộ rễ. Và nếu mà con muốn có đào mương thì mà con phải đào mương xa thật là xa. Nhưng thực sự ra đối với Quanh kinh nghiệm đi vườn thì Quanh thấy là những cây sầu riêng càng lớn rễ nó càng phát triển và nó càng ăn ra phía bên ngoài, thì nếu chúng ta đào như vậy sẽ là hạn chế cái sự di chuyển tự nhiên của rễ, ảnh hưởng đến sức sống của cây. Nên bà con lưu ý giùm em phần này rất là quan trọng. Và thực tế thì bà con có thể thấy những cái cành bên này rất là nhỏ và cành lớn, phần lớn nó nằm phía bên này, thì bộ rễ nó đã phát triển được ở phía bên kia. Bên kia thì không có, bên kia có chận rễ nhưng mà cái phần đất á, nó sẽ dài hơn phía bên này ha. Bà con lưu ý giùm em phần đó nha. Rồi chúng ta quay lại cái vấn đề về cỏ, Quanh cắt nốt cái này để Quanh bắt đầu đi dinh dưỡng cho rễ và dinh dưỡng cho cây. Dinh dưỡng cho rễ và dinh dưỡng cho cây hoàn toàn khác nhau nhé bà con nhé. Hôm nay chúng ta làm rõ một này luôn. Dinh dưỡng cho rễ là giúp cho cái rễ khỏe mạnh, phát triển và từ đó mới giúp cho cây hấp thu được những vi chất dinh dưỡng có trong những cái phân, những cái cái phân hoặc là những cái đất trong cái lòng đất mẹ để nuôi dưỡng cây. Nên là quý bà con chúng ta lưu ý giùm em. Thứ nhất là chúng ta làm sao? Cung cấp dinh dưỡng cho rễ và sau đó chúng ta cung cấp dinh dưỡng cho cây sau để giúp cho cây hấp thu hoàn toàn cái lượng phân cung cấp cho cây ha bà con ha. Và đồng thời ngoài cung cấp dinh dưỡng cho rễ cho cây thì chúng ta muốn cho nhanh hỗ trợ cho cây, đặc biệt những cây suy, những cây sau khi thu hoạch như thế này, như cây sầu riêng này, thì chúng ta còn phải cung cấp trực tiếp dinh dưỡng cho lá và cành nó đi này. Hồi sợ quá anh coi em độ pH để em kéo cái cây này nè. Độ pH cũng khá là ổn nha bà con ha. Vườn này thì cũng đã lên vườn khá là lâu và giữ cỏ rất là tốt, cũng như là đã biết cái cách sử dụng hữu cơ, nên là cái dinh dưỡng của cái độ pH của đất khá là tốt, khoảng 6,4 này rất là ok. Chúng ta nên giữ độ pH khoảng cỡ này nha bà con nha. Tại vì cái này Quanh chia sẻ thiệt tình luôn, là độ pH nó quyết định đến tốc độ phát triển của cây rất là nhiều và quyết định là cây có bị sâu bệnh nhiều hay không. Độ pH tốt là từ 5,5 tới 6,5, 7 chấm là quá lý tưởng, Quanh không dám yêu cầu. Tuy nhiên là dưới 5 chấm là cây đã bắt đầu có dấu hiệu sẽ bị các cái vấn đề về vi khuẩn, vi trùng có hại và đồng thời rất là dễ bị tuyến trùng rễ. Và tuyến trùng rễ thì tới bây giờ Quanh thiệt sự là Quanh chưa có tìm ra được một cái thuốc nào gọi là chuyên đặc trị, một dễ sử dụng để chia sẻ với bà con. Nên là quý bà con chúng ta né dùm Quanh cái phần đó bằng cách cân bằng độ pH, nâng độ pH lên. Vậy nâng độ pH bằng cách nào? Nâng độ pH bà con có thể sử dụng là humic Hoa Kỳ của cái này thì bà con thấy chúng ta có thể sử dụng humic Hoa Kỳ ha. Chúng ta có thể sử dụng humic Hoa Kỳ hoặc là sử dụng siêu dưỡng cây để giúp nâng cái độ pH của cây lên. Thì xin lỗi, nâng cái độ pH của đất lên thì giúp cho cái cây của chúng ta phát triển một cách bền vững hơn. Khi mà gốc rễ khỏe, cây khỏe thì sâu bệnh rất khó tấn công. Gọi là sức đề kháng tốt thì sâu bệnh rất khó tấn công nhé bà con nhé. Rồi quay lại chủ đề của chúng ta ngày hôm nay là phục hồi cây sầu riêng này sau khi thu hoạch. Thì khi mà phục hồi cây sầu riêng thì Quanh sẽ... em quên mất này, hồi tôi nước cho hư. Để Quanh thải cái độ pH thì của em bên đây xíu nha bà con nha. Mà chắc là cũng không cần. Khi mà phục hồi cây sầu riêng. Đi đường riết đèn. Khi mà bà con muốn phục hồi cây sầu riêng sau khi thu hoạch, cây sầu riêng bị suy, cây sầu riêng bị ngập mặn, cây sầu riêng bị ngập nước, cây sầu riêng bị sốc nhiệt và những loại cây khác bị những tình trạng tương tự, Quanh xin phép nhắc lại là sau khi thu hoạch, trong khi đang cho trái bị ngập mặn, bị ngập lụt, bị sốc nhiệt ha, cây bị suy, thì chúng ta sẽ sử dụng siêu dưỡng cây này. Siêu dưỡng cây này có tác dụng là giúp cây sung mãn hơn, tăng năng suất, cành khỏe và dày lá. Với công thức đặc biệt của nó là thứ nhất là có amino acid, acid fulvic, acid amin, đó những cái thành phần rất là quan trọng cho đất, cho dưỡng cho rễ và cho lá. Và đặc biệt trong này có thành phần rong biển giúp làm mát cây, thành phần này là vi sinh sẽ sinh sôi nảy nở tiếp tục khi mà xuống đất, giúp đất tơi xốp hơn, nó sẽ giúp đất cân bằng độ pH rất là tốt và khi đó cây sẽ rất là khỏe. Khi mà rễ khỏe rồi, sau đó chúng ta sẽ bón thêm phân gà nở hoặc là những cái loại phân hữu cơ. Và đặc biệt là trong những video tiếp theo, anh sẽ chia sẻ với bà con của chúng ta cách tạo ra cái loại phân xanh
tại vườn của mình một cách rất là tiết kiệm chi phí. Nhưng mà con nhớ đăng ký kênh để chúng ta cùng xem cái video đó nha bà con nha. Mình chia sẻ một chút xíu gì thôi để quý bà con chúng ta tò mò nha. Rồi bây giờ thì chúng ta quay lại chủ đề của mình sẽ sử dụng canh siêu dưỡng cây này để phục hồi cho cái vườn sầu riêng sau khi thu hoạch, và nó bị hai vấn đề. Thứ nhất là cây đang rất là suy, là quanh nghĩ cái tình trạng này là anh ảnh gọi tới là cây đã bị suy trước khi mang trái rồi, nhưng anh vẫn cố tình cho mang trái. Và cái thứ hai là cây sau khi thu hoạch nó lại bạn bị suy hơn, tức là suy cộng suy thành rất suy. Bây giờ chúng ta sẽ xử lý nha. Thì cái này gốc sầu riêng này khá là lớn nên là quanh đã chuẩn bị cả hai cái thùng vòi để mà hai cái thùng nước để mà quanh có thể tưới tắm cho nó. Và trước hết thì quanh cũng đã làm sạch cỏ xung quanh cái phần gốc để cho nó, chúng ta sẽ làm xa hơn một xíu nữa nha. Nhưng mà tiết kiệm thời gian cho quý bà con, chúng ta sẽ làm xa ra khoảng 40 cm tính từ cái trục của cái cây sầu riêng, tính từ cái thân của cây sầu riêng. Rồi, bây giờ đối với can này, một can 5 lít, chúng ta phục hồi cho vườn lớn, chúng ta sẽ pha với hệ thống phun sương, hệ thống tưới tiêu của mình với 2.000 lít nước. Hoặc bà con có thể tưới trực tiếp giống như quanh như thế này. Do quanh làm video nên quanh sẽ chia sẻ trực tiếp để quý bà con chúng ta cùng thấy. Là một nắp như thế này là 40 cc. Nếu mà chia ra một bình 16 lít hoặc một thùng 16 lít thì chúng ta sẽ pha hai nắp như thế này. Một nắp như thế này là 20 cc. 40 cc sẽ pha với một bình 16 lít, và cái thùng vò này 10 lít thì quanh sẽ pha cứng một nắp rưỡi một chút ha bà con ha. Và sau đó chúng ta tưới, sau đó chúng ta sẽ pha thêm. Trước khi mà chúng ta dùng thì bà con sẽ lắc đều. Đây là ở dạng nước cô đặc ha. Nước cô đặc rất nhiều dinh dưỡng trong này, nên khi chúng ta trước khi sử dụng bà con nhớ lắc đều lên dùng quanh để các cái thành phần dinh dưỡng trong này được hòa trộn vào nhau. Thì mỗi 1 ml siêu dưỡng cây đều chứa những cái dinh dưỡng cần thiết cho cây, và chúng ta pha trực tiếp vào với nước ha. Chúng ta cái này là hoàn toàn hữu cơ nên bà con cứ yên tâm, có lỡ mà đụng vô da tay da chân của chúng ta một chút cũng không sao. Và cái này hoàn toàn không có phẩm màu nên bà con thấy tay chân của quanh suốt ngày cứ bốc phân ha, xài dinh dưỡng mà không có bị dơ. Chút xíu nữa về quanh sạc sạc khá là hết. Bàn tay em này sao thấy nó nhăn nheo. Không quên. Rồi tiếp theo là chúng ta cũng pha chung với cái bình này để chúng ta dưỡng cho phần lá và phần cành ở trên. Và phần này thì quanh khuyến khích bà con là chúng ta nên, cái này bị cặn quá nè ha, không biết là hôm bữa phun cái gì. Chúng ta nên là pha chung với thuốc sâu nha. Chúng ta nên pha chung với thuốc sâu và nấm khuẩn để chúng ta xịt một lần. Ngày hôm nay thì anh chủ vườn ảnh chưa có kịp mua nên quanh sẽ pha riêng cái bàn siêu dưỡng cây này. Và bình này là bình 16 lít, quanh sẽ pha hai nắp. Và sau đó chúng ta cũng lắc đều tương tự. Và sau đó chúng ta sẽ phun lên trên cành và lá để nuôi dưỡng cái cành và lá ở trên. Tại vì hiện tại bây giờ rễ cũng đang rất là yếu, bạn sẽ không đủ sức để nuôi tới những cái tầng lá ở phía bên trên. Như thế chúng ta sẽ hỗ trợ cho bạn. Và cũng như nhiều quý bà con hay hỏi quanh là định kỳ 40 cc là hai nắp này, nhớ bà con nhớ hai nắp này. Bà con cũng hỏi quanh là định kỳ bao nhiêu lâu thì chúng ta sẽ tưới lại, sẽ sử dụng lại cái siêu dưỡng cây này. Vâng, thì chúng ta ăn cơm một ngày 3 bữa thì cho cây ăn cơm một bảy bảy ngày một bữa ha bà con ha, cho ăn cơm 7 ngày một bữa giùm em, sáng hoặc chiều. Còn bên quanh thì khi thực nghiệm thì bên quanh sẽ chọn vào ban ngày để bên quanh làm cho đủ nắng là cái thứ nhất. Cái thứ hai là thời gian di chuyển từ sáng cho tới vườn thì nó cũng đã hơi mỗi tốn một chút thời gian rồi, nên là bà con đừng có canh me vào cái lúc mà em làm nắng nôi về bà con ra bà con làm nha, cực khổ bà con lắm nha. Rồi, trong trường hợp hồi nãy quanh cũng có chia sẻ anh quý bà con của chúng ta là chúng ta sẽ sử dụng phân gà nở để chúng ta cung cấp dinh dưỡng cho cây. Bình thường á là sau khi mà tưới siêu dưỡng cây khoảng 2 lần thì quanh mới sử dụng phân gà, nhưng do vườn này quá suy và quanh cũng muốn giữ cho cái rễ nó thơm tho bắt mùi để cho kích thích cái rễ một cách nhanh hơn, thì quanh sẽ sử dụng lần này sẽ rải luôn cả cái phân gà. Và bà con thấy là phân gà thường thường để trong cái dạng túi bao thì thấy ghê quá, nay để lên lá chuối nhìn thấy nó đẹp hơn đúng không? Chưa bán tiệm hồi xưa. Dạ, bây giờ bắt đầu chúng ta sẽ xin lỗi, ta sẽ khuấy lên ha. Ê, dinh dưỡng của chui. Chúng ta sẽ khuấy đều. Này là hoàn toàn là hữu cơ, nhưng chút xíu nữa trong quá trình khi phun quanh xin phép được đeo khẩu trang để nó tránh trường hợp nó va vào trong mặt, nó sẽ làm ướt cái mặt của mình. Rồi bây giờ chúng ta
Có bạn chó đi theo nữa kìa. Chúng ta đầu tiên chúng ta sẽ bón phân xung quanh ha, xung quanh tán. Thì cái rễ tới đâu thì cái tán nó sẽ đi theo tới đó. Nên mà con thấy bên nào nó lép thì tự nhiên cái tán nó ngắn. Bên nào nó cây nó phát triển rễ tốt thì cái tay nó dài ra. Thì bây giờ quanh sẽ bón. Ha. Ok. Quanh sẽ bón, quanh sẽ bước qua phía bên kia. Để quanh sẽ bón rải, rải đều lên cho cái rễ của chúng ta. Em làm một cái hẹp cái nó rớt luôn. Bữa lấy cái thao nha, đừng chơi nhà chòi nữa. Khổ. Ok, chúng ta sẽ đứng bên này, chúng ta rải lên ha. Rải lên phía trên cho nó dễ nha. Chúng ta tuyệt đối, bà con nhớ giùm em có sử dụng phân hóa học. Thì chúng ta sử dụng vừa phải thôi. Cái này quanh không dám cấm. Tại vì có nhiều bà con nói, tao quen nhìn với cái cây mà nó sung như vậy rồi. Chứ em không có dám cấm, em không có dám là nói quá, nhưng mà ý là sử dụng hóa học nhiều quá cây bạo phát vào tàn, nên bà con lưu ý giùm em là tùy theo bà con là chúng ta sử dụng phân hóa học. Nếu mà có sử dụng, đi ra chỗ khác đi bằng chó. Nè, ra con đất lành chim đậu. Này đất lành chó đậu xong nhậu luôn chó, nên quanh không ăn thịt chó nha. Có đây, có cho ăn thịt gà nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tưới nước. Đây là thùng đầu tiên. Sau khi mà tưới xong cái thùng thần này, chúng ta sẽ tưới cách cái phần từ cái gốc đó ra khoảng 20-30 cm chúng ta tưới. Nè bà con thấy cái phần rễ nó đã ăn sâu, rất là sâu tới mà này. Quanh nghĩ phần này phải dùng tới 4 thùng thì mới mai ra. Hên quá, được 3 thùng. Cây càng lớn thì chúng ta sẽ sử dụng dinh dưỡng nhiều hơn nha, nhưng mà đừng sợ tốn, tại cây sầu riêng mà cho được mùa được trái thì rất là nhiều tiền bà con ơi. Chúng ta mà sợ tốn tiền mua dinh dưỡng cho cây, chúng ta nhớ lại cái lúc mà chúng ta thu hoạch, chúng ta đếm tiền để cây hồi cây nó khóc luôn á, nó khóc là nó khô nó chết á, nó biết á nha. Giúp giùm em phải có sự cân bằng giữa sự cho đi và sự nhận lại. Bà con đã nhận rất là nhiều tiền rồi nên bà phải cho, nhưng mà con chúng ta phải cho đi. À, cái này em đổ hơi quá tay rồi, đang nói chuyện cái quên ba nắp luôn. Thì chúng ta sẽ sang bớt vô trong này, chúng ta pha vô đây một nắp để hồi quanh khỏi pha nữa ha. Một nắp như vậy là 20 cc, pha nhiều hơn xíu cũng được không sao. Pha với lại 16 lít nước. Rồi hồi nãy chúng quanh đã pha tới đây, giờ quanh đi tiếp nha. Ra em bà con làm cỏ xong bà con nhớ xung quanh là chúng ta giữ nguyên hiện trường, không có di chuyển cỏ chỗ khác, để quanh sẽ hướng dẫn cho quý bà con chúng ta một cái cách. Để sao để chúng ta gọi là này, có thùng dồi thì chắc em nghĩ là tiết kiệm hơn, tại vì nó tả ra đúng không? đúng rồi nó thấm hơn. Ok. Vậy đó nha, anh nha, làm như thế. Rồi sau đó chúng ta sẽ phun lên phía trên và xin phép bà con được đeo khẩu trang. Không phải là nó làm hóa học nhưng mà ý là để nó tránh va vào trong da. Mấy phút rồi anh? 23 phút cuộc đời của bà con rồi đấy. Bà con cũng ráng. Còn ráng xí nữa. Chúng ta sẽ phun từ ở trong thân, phun lên lá. Phun cái siêu dưỡng cây lên trên lá ở dạng công thức nano, nó sẽ thấm rất là nhanh vào ở trong lá ha, nó sẽ giúp chúng ta tiết kiệm chi phí rất là nhiều.
chúng ta phun gọi là rất là cặn kẽ ha, rất là chi tiết, rất là thấm vô trong lá. Cái này nó có những cái chỗ anh sẽ không tới được, thì xíu nữa sẽ nhờ anh chủ vườn bật cái hệ thống tưới gì của anh đó, anh tưới tiếp. Hoặc là chúng ta kéo dài cái ống lên cao một xíu, ở đây quanh sẽ cố gắng chỉnh cái vòi cho nó lên phía trên. Làm cái nghề cây thì rất là cực ha, rất là cực nhưng ngày xưa rất là vui. Anh sẽ chỉnh lại một xíu và anh đi chuyện tiếp theo. Cái siêu dưỡng cây và siêu bọt đọt á, cái thành phần dinh dưỡng được chế tạo chế tác ở công thức là dạng dinh dưỡng nano, mà con cũng biết rồi, cái nano thì nó long lanh và nó lung linh lắm, nó ở dạng phân tử rất là nhỏ và nó sẽ thấm rất là nhanh lên trên lá, nên là bà con khi bà con phun vào trời nắng như thế này cũng được, tại vì nó cần bám vào là nó sẽ thấm luôn. Nhưng đối với những cái thằng sâu bệnh rồi này kia, bà con phun như vậy là quanh sợ nó không thấm, tại vì nó không phải dạng nano, nó vào trên lá là nó không thấm vô liền được. Ừ, từ sâu bệnh là buổi chiều chứ, nấm bệnh rồi để buổi chiều nha. Chúng ta tập trung phun chỗ nào có lá. Cái này là quanh xịt tới đâu thì quanh sẽ cố gắng hết cỡ, còn cái phần còn lại thì xin phép được nhờ anh chủ vườn, tại vì anh có hệ thống tưới của riêng ảnh, có tay dê gì đó, không phải cái cành nó gì đó. Chỉ còn cái siêu dưỡng cây nó chạm vào lá thì nó sẽ hấp thu vào lá liền, bà con yên tâm. Rồi quanh sẽ di chuyển cái tiếp theo ha. Rồi thôi, rồi bây giờ bà con sẽ quan sẽ dừng cái video đây để Long quanh làm cái phần kia, thì những cái phần kia mà con sẽ làm tương tự như cái phần phía bên này, còn cái cây này thì quan sẽ làm trọn vẹn, sau đó những cây còn lại thì anh chủ vườn sẽ làm và sau một thời gian khoảng 2 tuần thì quan sẽ quay lại đây để bà con có thể chiêm ngưỡng xem là cây sầu riêng này nó thay đổi như thế nào khi nó phục hồi bằng siêu dưỡng cây nhé bà con nhé. Còn bây giờ quan xin được phép chào quý bà con, quan sẽ làm nốt cái nhiệm vụ của mình ở cây còn lại và còn lại nữa thì sẽ chia sẻ cho anh chủ vườn. Xin chào quý bà con nha, nếu quý bà con có bất kỳ câu hỏi gì hãy gọi vào số hotline hiện trên màn hình để quan cùng với các anh chị có cơ hội được chia sẻ với quý bà con nhiều hơn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.